chào tất cả các quý cô xinh đẹp. Hiện tại thì Trang đang diện mẫu thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập xuân hè 2022 của thời trang Melia các chị em nhé. Và với những chị em nào mà chúng ta yêu mến phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng không kém phần nữ tính thì đây sẽ là một sự lựa chọn vô cùng chân ái luôn. Sở hữu dòng chất liệu vải siêu mới là dòng chất liệu vải lưới lục giác thì sẽ đem đến cho chị em được một thiết kế hoàn toàn độc và lạ. Tuy nhiên rằng là sẽ có được một sự mềm mại thoải mái bởi vì chất liệu này của Trang thì nó có độ co giãn nhẹ và đây là một form đầm hai lớp các chị em nha. Tông màu be thì nó vốn luôn luôn là tông màu kinh điển rồi và nó sẽ luôn luôn ghi điểm với các chị em bởi sự nhẹ nhàng và nữ tính đúng không nào? Form tay thiết kế hơi bồng nhẹ một chút này, che đi toàn bộ mọi khuyết điểm phần bắp tay chưa có được thon gọn. Và điều mà Trang yêu nhất ở form đầm này đấy chính là cách các nhà thiết kế họ đưa những chi tiết đắt giá vào trong sản phẩm của mình để làm tăng lên giá trị cho sản phẩm của mình đúng không ạ? Các chị em có thể nhìn thấy rằng trên phần thân trên của váy sẽ có đính với những hạt pha lê, những hạt đá rất là sáng và một tạo hình hoa thủ công như thế này. Đó, để nó làm cho mẫu đầm của chúng ta yểu điệu hơn, có sức thu hút hơn rất là nhiều. Và form dáng đầm của em Trang sẽ là form dáng đầm xè các chị em nhé. Đó, che đi toàn bộ mọi khuyết điểm phần hông đùi của chúng ta và sở hữu một tỷ lệ rất là hoàn hảo. Hiện tại thì Trang đang cao khoảng tầm là 1m60 và chiếc đầm của chúng ta dài đến nó quá đầu gối cỡ khoảng tầm là 10 phân. Thì em Trang nghĩ rằng là khi mà chúng ta diện form đầm này kết hợp cùng với một điểm đặt eo rất là lý tưởng thì các chị của em sẽ sở hữu được một tỷ lệ người vàng, đấy chính là lưng ngắn và chân dài. Hiện tại mẫu đầm của Trang đang có đầy đủ tất cả các form size các chị nha. Nếu như chúng ta có thời gian thì hãy ghé thăm các showroom của Melia trên toàn quốc, hoặc là nếu như mà chúng ta không có thời gian thì cũng không sao hết, bởi vì em Trang luôn luôn sẵn sàng một chính sách mua hàng online rất là ưu đãi để gửi đến cho tất cả các chị yêu. Chúng ta sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán và điều đặc biệt là miễn phí ship toàn quốc đấy ạ.